chào anh chị, em là Sang, nhân viên kiểm định của ô tô Việt Hàn. Hiện nay anh chị thấy là trên thị trường nhu cầu mua một chiếc xe đã qua sử dụng thì ngày một nhiều, với nhiều cái hình thức mua bán trao đổi khác nhau, ví dụ như là mua qua showroom này, rồi mua qua người quen giới thiệu này, hoặc là mua qua các anh em lái buôn đang bán ở bên ngoài. Nhưng mà cho dù mua bán trao đổi qua cái hình thức nào đi chăng nữa thì em tin chắc rằng một điều là các anh chị luôn băn khoăn là cái chiếc xe mình mua nó thực tế nó như thế nào và chất lượng của nó có được đảm bảo hay không. Nếu không thì khi anh chị mua một chiếc xe về thì lại rước thêm những cái phiền phức không đáng có. Chính vì những băn khoăn của khách hàng thì tại Việt Hàn Yusuka chúng em cung cấp cái dịch vụ kiểm định chất lượng ô tô đã qua sử dụng một cách chính xác và công tâm nhất. Về cái dịch vụ kiểm định xe ô tô đã qua sử dụng thì ở Việt Hàn Yusuka chúng em cung cấp hai dịch vụ kiểm định cơ bản cho một chiếc xe đã qua sử dụng. Bên em cung cấp hai gói dịch vụ kiểm định xe, gói một là gói kiểm định cơ bản. Gói này bên em kiểm tra 5 hạng mục cơ bản của xe. Thứ nhất là kiểm tra xe va chạm ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm xe hay không. Thứ hai là kiểm tra xe có bị thủy kích hay không. Thứ ba là kiểm tra động cơ và hộp số có còn nguyên bản hay không. Thứ tư là kiểm tra số khung số máy trên xe nó có trùng khớp với thông tin trên sổ đăng ký đăng kiểm của xe hay không. Thứ năm là kiểm tra xe có bị thế chấp ngân hàng hay không. Gói hai bên em là gói kiểm định chuyên sâu. Thì gói này bao gồm gói cơ bản như lúc đầu em chia sẻ. Thêm vào đó là em kiểm tra thêm nhiều hệ thống trong xe, ví dụ như hệ thống điện này, hệ thống an toàn này, rồi hệ thống treo này, bằng những cái thiết bị máy chuẩn đoán và đồ nghề chuyên dùng. Về hệ thống điện trên xe thì bên em kiểm tra đầu tiên là về các đèn chiếu sáng. Kiểm tra thử các đèn chiếu sáng xung quanh xe từ đèn đầu, đèn đuôi, thử nó có hoạt động bình thường hay không. Xi nhan gương hậu mình có hoạt động bình thường hay không. Đèn sau mình nó có hoạt động bình thường hay không. Đèn dê nè, đèn báo nguy ở sau, các đèn xương đờ mi sau, nó có hoạt động bình thường hay không. Lên xuống kính trước và sau, nó có hoạt động bình thường hay không. Tình gặp gương này, chỉnh mạch kính này, lóc kính này, lóc cửa, mở lóc cửa này, thì nó hoạt động bình thường hay không. Còi xe thì nó có hoạt động bình thường hay không. Hệ thống đèn ở trên, điều hòa nó có mát hay không. Tăng giảm khoang, tăng giảm nhiệt độ, tăng nhiệt độ, tốc độ quạt gió và cái hướng gió của máy lạnh thổi, nút nguồn AC, lấy gió trong, sưởi kính thì nó có hoạt động bình thường hay không. Gặp mưa, các chế độ. Ban đầu là mình kiểm tra vỏ xe, tình trạng vỏ xe nó có vận hành đầy đủ và an toàn hay không, nó có tét hay là bị cái gì hay không, các mâm có oval hay không, bố thắng còn hay không, tình trạng các đĩa phanh của mình đây nó còn dày hay là vớt nhiều quá, nó mỏng quá, khi mình phanh lại nó không có đảm bảo an toàn. Rồi sau ở trong là hai cái phuộc giảm tốc trước mình, thì nó có chảy dầu hay không, các cao su càng chữ E, cao su cân bằng, protein cân bằng, thì nó có tét hay là bị hư hỏng gì hay không, cây lắp của mình thì nó có bị xì phốt hay là bỡ chụp bụi hay không. Cái này là bỡ chụp bụi qua nó xì hết mỡ bò thì cái lắp mình sẽ nhanh hư. Tình trạng cái thước lái của mình đó, nó chảy dầu hay không, đánh lái nó có kêu hay không. Phía sau đây thì mình vẫn kiểm tra tình trạng của hai cái vỏ sau á, các mâm bố thắng và dĩa thắng sau thì nó đảm bảo an toàn hay không, hai cái giảm sốc sau thì nó bị xì hay không. Rồi các ống là so, tình trạng của cái đường ống ở trên xe thì nó có bị chuột cắn hay là nó bị hư hỏng cái gì không. Rồi hệ thống đuôi sau giảm. Rồi vừa rồi em đã chia sẻ hai cái gói kiểm định bên em, bao gồm gói cơ bản và gói chuyên sâu. Thì anh chị có nhu cầu mua ô tô đã qua sử dụng mà cần kiểm định xe thì ghé bên em công ty cổ phần ô tô Việt Hàn, địa chỉ ở 387 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.